Ok, bây giờ chúng ta sẽ về cái xương bít theo cấu trúc là dạng như này. Bây giờ chúng ta về mặt L nhé. Thì mình sẽ vào cái phần hai bánh răng của cái phần xương bít system này. Chúng ta chọn cái bon. Thì cái đầu tiên chúng ta là vẽ, chúng ta sẽ vẽ cái chân trước. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ cái khớp háng này. Khớp háng này. Cái chân thì cái đầu gối ấy, nó sẽ đưa về đằng trước nhé, đưa về đằng trước sang bên tay phải nhé, xong nó giật ra đằng sau này, xong nó giật lên, xong kích chuột phải để kết thúc cái lệnh đấy. Đó thì ở giữa cái chân này nó sẽ có bắt đầu từ cái hông lên này đến đây là xương, nó sẽ có tầm 3 cái xương ở đây, 3 hoặc là 4 cái tùy vào mình cần làm độ mềm. Xong rồi có một cái xương đầu. Đó. Rồi, đấy là ở mặt này chúng ta nhìn thấy như thế này. Chúng ta cần phải nhân nó ra. Thì về mặt ép này. Mặt ép thì chúng ta phải nhân cái chân này ra. Đấy, chân này. Đầu tiên là về mặt ép xong quay về mặt tốp để mình kéo cái này xịt chân đây. Đấy, xong giữ ship nhân nó ra. Rồi, quay về mặt này chúng ta sẽ nhìn thấy này. Đây, đây là cái chân, chúng ta có thể kéo rộng ra đây. Đấy, chân nó như này. Tiếp đến là chúng ta về vẫn về mặt ép, chúng ta sẽ vẽ cái tay. Làm cái kiểu phim như này ấy, nhân vật như này thì cái, thường là cái người tức là nó sẽ không miêu tả tay nhiều đâu. Tôi dài như này ra. Trường hợp làm ấy mà mình cho dài kiểu này ấy là nó hay bị lỗi nhé. Kiểu này hay bị lỗi này. Cho nên là gì, khi cho dài như này xong rồi ấy, chúng ta phải giữ an và kích chuột phải chọn vào transform, free transform này. Đấy, để cho nó đỡ, để cho nó quay về bình thường đi. À, ok. Rồi bây giờ chúng ta bon. Bắt đầu từ cái xương, đây là cái đầu rồi. Thì đây đoạn này nó sẽ là xương cổ này. Thì xương cổ đây ấy, mình chưa có vẽ khi nãy ấy, thì mình vẽ xương cổ như thế này đi cho nó dài cái đoạn dưới này ra. Thì mình sẽ chọn đây này, mình chọn vào animation. Chọn vào cái bone tool. Trong phần này có cái phần bone edit. Trong phần bone edit chúng ta có cái phần connect. Đây có cái này này. Đấy, đây là cái cổ này. Ví dụ cái cổ nó ngắn thế, còn đây là cái xương này, là đoạn này là đoạn xương đầu. Thì bản thân cái bone tool này nó sẽ xử lý các vấn đề như thế, thêm như thế. Thì toàn bộ từ đây sang là xương vai. Chúng ta sẽ có một cái xương vai. Bắt đầu từ match ra. Thì nó trong khoảng này, xương vai nó trong khoảng này. Chúng ta sẽ chọn cả mấy cái xương, chúng ta chọn vào mirror. Ở phần này chúng ta chọn vào copy. Đây. Đấy. Đúng rồi. Thì bây giờ cái xương này nó chưa có liên quan gì đến nhau. Chưa liên quan. Chúng ta đang làm cái này để chúng ta dễ hình dung trong cái dáng của người nhé. Chúng ta không cần phải phụ thuộc vào cái dáng người kia. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn này, đây là xương vai, bắt đầu đây là xương, hai xương cổ. Thì cái xương vai này, hai xương vai này nó sẽ được link vào với cái xương này. Khi được link vào đấy rồi, chúng ta chỉ cần chọn vào đây, lắc, lư các thứ là nó sẽ ok đúng không? Vậy thì trong trường hợp lắc mà nó có vấn đề thì chọn cá này, giữ an, free transform đi, free cho rotation đi, zero đi. Ok. Đó. Ok, nó là như thế. Rồi. Vậy thì cái vai vớn này nó sẽ là cái chủ chốt. Thì cái xương, hai cái xương hông này này, hai xương đùi nó phải đi vào với cái vai vớn đó. Thế bây giờ nâng vai vớn đi đâu là nó sẽ đi đấy. Ok. Rồi, ở đây nó sẽ có này. Ở đây bản chất của cái thằng này nó sẽ có hơi cong về đằng sau tí. Mục đích nó cong cái này để lát nữa mình
tạo cái cốp ấy. Rồi ok, bây giờ mà đẩy cái này xuống nhá. Cái chân nó nằm muốn nằm trên mặt đất thì phải chọn là cái xương này. Xong đó chọn cái animation IK control IK chứ IK hai server này. Cái đây cái. Thì bây giờ mình nhìn nhá, mình sẽ thấy này. Thấy chưa? Nó sẽ nằm trên mặt đất luôn. IK để cho xương nằm trên mặt đất. Đúng rồi, đấy nhá. Tiếp đến này. Cái cốp ở đây này nó sẽ được làm việc như thế này. Thật ra không cần phải làm kỹ cái mức độ này đâu. Ana này, cái cốp này vào đây. Ana rồi. Rồi, ok. Thì cái cốp này cho nó nhỏ hơn chút, nhân nó nha. Nhân thêm vài cái nữa đây. Thì cái này Ana tiếp vào cái này, đây là xương hông này. Đây là xương này. Nó sẽ vào cái phần pivot đấy, đây này. Pivot này, là nó chung cái pivot với cái thằng cái xương này. Nên là lúc nó di chuyển là nó sẽ rất là ok. Để sai đây, nó nào vào đây. Xương cổ thôi nhá. Nó nào vào cái này. Ok. Rồi. Tiếp tục Anna vào đây. Chính là cái này này. Đấy. Đó. Thì hai cái này mình cho nó nhỏ lại. Rồi. Hai đầu gối cũng thế này. Phải chọn rồi. Tay cũng thế. Làm kỹ cho nó thế này đấy. Ok, như vậy chúng ta đã có được một cái như này. Rồi. Thế kia mấy cái ô màu xanh này. Nó là ấy đâu, nó là cái happy thôi, không có liên quan nhé. À dummy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm cái nhiệm vụ như sau, đó chính là lấy cái thằng này. Link này. Thì lại kéo vào đây. Cho cái thằng đó, có cái thằng hai server kia phải đi theo cái hình này thì nó sẽ đi cả cái chân luôn, thấy không? Đó đây như thế. Ok thì cái đầu gối này có khả năng là vẫn không cần, cái đầu gối này không cần đâu. Đầu gối này không cần đấy. Giờ cái này đi theo cái này. 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 Và cái trên cùng đi theo cái này. Đây là theo đây. Ok, như vậy là cái này là chính. Rồi cái này đi theo. Rồi cái này phải như thế này. Cái này khi đi theo là nó sẽ rời nhau nhé. Nên là cái này này là xương chậu là ok này, là chuẩn như này. Cái này là phải theo cái xương dưới. Cái này là theo ngược lại cái này. Cái này là theo ngược lại cái dưới này. Vâng. Đấy. Cứ
cả các xương từ xương cổ đến xương chậu theo nhau là theo từng xương chậu. Xương chậu hết đấy. Đó. Thì bây giờ mình sẽ nhìn thấy. Thấy chưa? Vâng. Rồi bây giờ những cái xương này để theo xương này. Cái hình này. Nó nằm ở trung gian mà, tất cả những cái này nằm ở trung gian mà. Như vậy là chúng ta lại có được cái này. Bây giờ chúng ta nhúi cái là cái chân nó như thế này kìa, đúng không? Đấy. Chúng ta lắc cái này. Thấy chưa? Nó sẽ theo. Lắc cái này như thế này. Đấy. Chúng ta kích thước vào đây như thế này. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy, chúng ta sẽ có được những cái hình này. Đây. Đúng không? Đấy. Thấy chưa? Thì chúng ta kích thước vào. Rất là dẻo. Ừ. Vâng. Đúng không? Vâng. Nó được tạo bởi cái cơm mà nó mềm. Đấy. Đấy. Đấy, còn gì? Đây. Đó. Chưa xong đâu, cái bàn chân vẫn chưa ok đâu nha. Tiếp này. Cái bàn chân này nó chưa ok là vì lý do là nó đang phải có một cái, nó phải link từ đây sang đây nữa. Một cái như thế này nữa. Thì nó sẽ nằm cái bàn chân này trên mặt đất luôn và nó không bị chọc cái mũi bàn chân xuống như thế kia. Đấy, thấy chưa? Đấy, gần như là nó không bị chọc xuống này. Có sự thay đổi đấy. Nay là anh link cái xương IK này từ xương đùi xuống xương bàn chân. Bây giờ thì anh link nó vào cái xương bàn chân. Cái nào nhỉ? Cái IK này này. IK về bản chất ấy là khi link nó vào rồi thì là phải dùng cái bàn chân này để nâng lên. Nhưng mà mình lại link cái IK vào đây để mình lợi dụng cái vòng tròn này để mình dễ chọn, mình chọn vào đây. Thì bây giờ hai cái IK ngoài này nhá, cũng đều phải link vào với cái này cả. Vâng, nghe vào cái vòng tròn này. Thì cái vòng tròn này nâng cái là cả cái bàn chân nâng lên. Nhưng khi cái này nó dập dình lên xuống thì cái bàn chân kia nó vẫn nằm ở trên mặt đất, nó không bị chạm xuống. Vâng. Ừ, hiểu chưa? Nó là như thế. Chưa hỏi rồi. Ừ. Anh khi nó sẽ cho cái lúc anh link cái xương IK đầu tiên ạ. Cái nào? Cái xương IK đầu tiên ấy. Ừ, thì anh phải chọn xương trên cùng này. Vâng, xương đùi ạ. Để lưu ở để rồi bắt đầu kích vào cái xương bàn chân. Vâng. Thì nó sẽ ra được cái khớp ở đây. Vâng. Kiểu nó thế. Tay này thì mình không làm phải làm. Vâng. Cách thức làm nó như thế thôi. Đấy, có video rồi mà, mình cứ nhìn triển khai. Vâng. Đây này, lúc do mình skill ấy cho nên là bây giờ nó vẫn nó hơi chéo chéo này, nhìn nó vẫn chưa được mềm không. À, vâng. Mình không nên skill vẽ cái nào là vẽ chết luôn, vẽ phát được ăn ngay luôn. Skill là bị gì ấy, nó bị lỗi. Cái lúc mà anh chọn khớp xương ấy. Đúng rồi, lúc đó anh chọn thế là bị lỗi đấy, nó sẽ có vấn đề đấy. À. Nó sẽ có vấn đề. Nên là vẽ là phải vẽ chết luôn. Được chưa? Cái lúc cái xương bone này lúc nào mà đặt thì đặt đúng luôn nhỉ. Đặt là đặt chuẩn luôn thôi, giờ mình cũng di chuyển nhẹ thôi ít thôi, nhưng mà lúc nãy anh chọn có một đống anh di chuyển cái kia thì gì nó bị. Đó. Nó sẽ có cái gì đó, nó sẽ có cái sự sai số tí. Mình hiểu được như thế là ok. Nhưng mà nó không đến mức độ đâu, nó sai tí. Đấy. À, đấy là một cái người nó không có thịt, nhưng mà khi cái xương nó ok ra thì nó vẫn cứ vẫn có cảm xúc, đúng không? Đó. Ok. Đấy, thì bây giờ nói lại nhé. Cái này này link vào đây. Thì cái này lại link vào đây. Đấy. Cái này thì cái này link à, cái này này link vào đây, đúng không? Cái này link vào đây, cái xương này link vào đây, cái xương này lại link vào đây. Thì nó sẽ tự nhả cái xương này với cái xương này, nó chỉ nhả nhau ra. Cho nên bắt buộc muốn link được cái thằng này đi theo cái thằng trên, toàn bộ tuyến trên để đi theo cái thằng dưới này, thì lại phải dùng cái thằng này để link vào đây.
Link vào đây hay link vào cái vòng tròn nào? Link vào đây, dùng cái vòng tròn đấy link vào đây. Tức là mình cái vòng tròn nó sẽ thằng cái vòng tròn nó sẽ có nhiệm vụ nằm ở giữa. Link cái này link vào cái nó thì nó lại phải link đi xuống dưới. Cái xương này link vào cái xương này nhá. Link vào vòng tròn thì vòng tròn lại phải link xuống xương này. Xương trên này link vào vòng tròn thì vòng tròn lại phải link xuống cái xương này. Đấy, hiểu chưa? Đấy, ví dụ nhá. Cái xương đầu này linh vòng tròn thì vòng tròn lại phải linh xuống xương này, bỏ qua cái xương này cũng được không sao. Như cái này này linh vào xương này, vào cái vòng tròn này thì vòng tròn này bắt buộc phải linh vào xương này, nó thế thôi, tất cả nó đều là như thế. Ok nhá, thực hành luôn cái đấy, thực hành luôn cái bài này đi.